giá cả phải chăng, thực đơn phong phú, tiện lợi cho thời gian ít ỏi buổi trưa, phù hợp với mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Đó chính là cơm trưa bình dân. Quán cơm trưa bình dân trên phố Trần Hữu Tước, quận Đống Đa, Hà Nội là một địa chỉ quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là những ai đang sinh sống và làm việc quanh khu phố này. Để phục vụ cho việc bán cơm buổi trưa, chị Hằng và chị Huế phải chuẩn bị sơ chế và nấu nướng đồ ăn từ rất sớm. Chuẩn bị ra đã khoảng hơn chục món rau đấy, mười mấy món đấy. Rau cần xào tỏi này, rau cải ngồng này, rồi su hào, bí đỏ này, su này, bắp cải xào này, lá đỗ xào mướp này, rất là nhiều, và rau cải nấu canh nữa. Cuốn chả. Một ngày nhà tôi nhập khá nhiều thực phẩm, từ cá này, đậu, thịt, gà. Khoảng 6-70 cái rán trước đi ạ. Vâng. Cứ rán một mẻ trước đi, xong rồi. Một ngày tôi nấu khoảng 50 món cải rau. Cá thì có cá chấm kho này, cá rán này, cá nục sốt chua ngọt này, cá nục sốt cà chua này. Đấy, ví dụ như thịt thì lợn thì nhiều món hơn. Như chả lá lốt này, chả viên, thịt viên sốt cà chua này, mắm tép chưng thịt này, thịt rang cháy cạnh này. Thường thì ví dụ như mùa đông thì sẽ có món giả cầy này, mùa hè thì sẽ không làm được giả cầy. Đấy, thì cá kho thì nói chung là hai mùa đều làm được, mùa hè, mùa đông. Đấy, còn ví dụ như là lòng xào này thì mùa hè lòng xào dăm tiết ý. Đấy là nhà mùa hè là chuyên có, mùa đông thì không có món đấy. Nói chung là buổi sáng đến đây thì chị em thì thường là ít nói chuyện được với nhau. Tôi tập trung vào làm thôi, chỉ nói về công việc thôi chứ không có thời gian để nói chuyện. Đây, các nồi đấy mình vẫn đang sôi này. Đấy, chảo vẫn đang rán này. Thế và ngoài ra vẫn đang làm thêm, thì cứ được món nào thì là mình đưa ra bếp mình làm luôn để cho nó kịp giờ. Mình làm đây thì không bao giờ có một trường hợp nào là quá lửa cả. Vì là công việc quen rồi, hàng ngày rồi. Chị chuyên về các món sốt. Như chị Huế thì là chuyên đậu với cá. Chị chuyên món thịt. Chị Nga thì là chuyên về các món rán. Khay to của chị đâu rồi nhỉ? Đặc thù của cơm bình dân tôi làm là thức ăn tươi ngon. Đấy thì khách hàng sẽ luôn ủng hộ. Bây giờ thì thực phẩm cũng gia tăng rất là nhiều, nhưng mà mình cũng cố gắng làm sao để cho giá hợp lý với cả dân lao động, với lại dân văn phòng. Quán có nhiều công ạ. Hơn 10 giờ trưa, quán cơm nhà chị Hằng đã bắt đầu có khách. Khách đến ăn và cả khách gọi ship mang về. Thịt gà. Thực đơn phong phú lên tới hàng chục món. Ồ, săn nước không? Tha hồ lựa chọn theo nhu cầu. Và đương nhiên, giá cả cũng sẽ phụ thuộc vào món ăn. Song nhìn chung, sấp xỉ cũng chỉ tầm 30 đến 50 nghìn đồng một suất. Vâng. Một tuần nữa. Nếu mà đi đều thì về kéo ăn đều. Còn đó là đi... Còn đó hôm nào thì không đi chợ gì thôi, không ăn. Mình gọi mỗi thứ một ít. Cá này, rau này, thịt, đậu. Lao động thì phải ăn đủ chất. Vâng.
Trứng này. Chỗ này là ở đâu đấy hả? Ở 91 Tây Sơn đấy ạ. 91. Vâng. 105. Ông Nguyễn Khắc Vinh ngày nào cũng tới quán trước 11 giờ trưa để nhận các suất ăn khách đặt. Một ngày tôi xuất khoảng 75 đến 80 vòng quanh Nguyễn Lương Bằng và Trần Hữu Tước và Tây Sơn. Dân lao động cũng có, thợ xây cũng có. Chủ yếu là khách văn phòng. Thường thường là mùa hè thì dân văn phòng họ ngại ra ngoài cửa hàng. Đấy, họ ngại đi nắng. Bây giờ nghỉ trưa không được nhiều thời gian lắm cho nên gọi tôi chở cơm bình dân đến tận nơi. Cải xanh xào ạ? 11:30, quán cơm bắt đầu đông khách. Chị Hằng và chị Huế luôn tay phục vụ khách cho kịp. Những bàn ăn trong nhà cũng dần được lấp đầy. Bọn anh ra đi vì món cháy đấy. Được cái đây là rất nhiều món thực đơn phong phú cho mỗi hôm anh gọi món. Bọn anh sẽ thay đổi. Nó phù hợp theo thời tiết. Trời thì thời gian của mình nghỉ tương đối ngắn. Ăn đi ăn cơm bình dân hoặc là về giá thành hay là về chất lượng thì nó đảm bảo và tương tự đối với cơm của nhà vợ mình nấu. Cháy bằng nước thịt đúng không? Đi dọc các tuyến phố ở Hà Nội trước giờ nghỉ trưa, hầu như các quán cơm bình dân đều đã sẵn sàng lên món để chuẩn bị đón khách. Quán cơm bình dân nhà bà Diệp nằm trên phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều năm nay cũng là địa điểm nhiều người tìm đến ăn trưa. 10 giờ luôn là khoảng thời gian tất bật nhất với bà khi hàng chục món ăn vào khâu hoàn thiện. Bởi vì là trong một buổi sáng ấy, có thời gian nó rất là ngắn, bắt đầu từ 7 giờ thì bắt đầu lấy dụng cụ ra rồi. Nếu mà làm chậm bây giờ đến trưa đến 11 giờ khách vào ăn là không kịp, không đủ món. Xong lại còn quay ra để phục vụ khách nữa. Bê trứng bê cái ấy ra này. Cái này làm đậu rán nhá, một cái là làm vỏ đậu nhồi nhá. Vâng. Bày nó ra đi cho chị đi. Công việc của mỗi người mỗi việc, người thì sơ chế, người thì đứng cắt thái tẩm ướp và người thì vào chế biến. Bình thường ý, thì là các món ăn được chế biến ra là tầm 35 hoặc 36 món. Hôm nào mà ngày thứ bảy thì hạn chế đi, chỉ 30 món thôi, bởi vì lượng khách ít. Này ăn rau ngót đây này, ngon. Công việc là vừa là mời chào khách, vừa phải bưng bê, rồi vừa phải chạy bàn, rồi vừa nhiều thứ. Tại vì quán nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, mình phải kết hợp nhiều thì nó mới kịp được. Đúng rồi, đủ các món chưa làm. Nem cuốn chả lá lốt, sườn chua ngọt đã làm ở đâu, vẫn nhiều món. Vâng. Quán cơm nhà bà Diệp đông nhất vào khoảng 11 giờ trưa. Em ơi, bàn thứ 3 nhá, lấy chén uống rượu đi. 100 này, đĩa nem 50, cải xào 20 này, chả 50 này. 4-5 người hả? Khách đến ăn rất đa dạng. Có cả khách quen và khách vãng lai. Nghe tiếng quán cơm bình dân ngon cũng tranh thủ ghé qua. Như anh em nhà ông Quý ở Tiền Giang. Hôm nay thì tôi đến một cái ngõ hẻm này để dùng cơm bình dân ở cái thủ đô Hà Nội. Và tôi cũng cảm thấy rất là thích. Đây là lần đầu tiên thì tôi đến đây thì tôi cũng thấy cũng rất là gần gũi. Năm anh em tôi là từ Nam ra, nhưng mà cũng là vô cái quán ăn này là cũng gần gũi với những anh em Hà Nội. Còn với ông Việt, dù ở Bình Phước, nhưng mỗi lần ra Hà Nội vẫn ghé qua quán cơm bình dân để thưởng thức hương vị cơm Bắc thân quen. Cho một đĩa cơm nào. Em ơi, cho đĩa cơm đây này em ơi. Quay đây. Thì là trong lúc chờ tàu, lên tàu 15:30
Thì trong cái lúc mà chờ tàu đi kiếm cái quán cơm ngon nhất Hà Nội. Tại vì mình là người Bắc, mình phải ăn cơm Bắc để lấy cái hương vị, cái ấn tượng mang vào trong đó. Kể với bạn bè anh em, đồng đội. Trứng hơn tiền là có được không anh? Hơn 40 nghìn là ăn một miếng trứng vào nữa thì thành 45 nghìn đấy. Được không? Nhá, ok nhá. Đậu hành nhá. Dồn thịt hay đậu tẩm hành? Đậu tẩm hành. Nào, em gái xinh đẹp nào, đây đây. Cho em xin thịt quay ạ. Quay nào. Vâng ạ. Món gì đó nhỉ? Cho em khổ qua kìa. Khổ qua với đậu, đậu sốt. Bây giờ tôi đi đây này, tôi cứ tìm về quán Đông mà nhiều thức ăn nhìn phong phú là tôi vào. Thì tôi chưa biết rằng là thức ăn ngon hay không, nhưng tôi nhìn thì nó sạch mắt. Thì là tôi vào tôi ăn. Cơm bình dân mới hợp với lại mọi túi tiền của người nông dân. Bởi vì là ăn thì ai cũng thích là nó hợp với cái túi tiền mình ăn là nó cũng hợp, nó không bị đắt quá. Bạn ơi, có thịt mỡ này được không? Để đáp ứng nhu cầu của thực khách, những quán cơm bình dân ngày càng phong phú về thực đơn và chất lượng món ăn. Với tiêu chí đủ chất, tiện lợi, giá cả hợp lý và chuẩn cơm nhà nấu, cơm bình dân ở Hà Nội vẫn luôn được nhiều người lựa chọn như một thói quen mỗi ngày. Vâng ạ, chúc anh đi may mắn nhá, vui vẻ nhá. Cơm bình dân thì nói chung là chưa nào ăn vì nó hợp cả giá túi tiền của mình ấy. Cũng đúng như là buffet bình dân. Mọi người khen ngon thì mình rất là vui.